Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của tiếng Việt. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Quốc lại tiếp tục có động đất gây ra thảm họa chết người vào chiều ngày hôm qua. Ngày hôm qua, vùng Tây Nam và Tây Bắc, đặc biệt là tại Tứ Xuyên của Trung Quốc, đã hứng chịu cơn dư chấn mạnh 6,4 độ Richter, làm hơn 60.000 người thiệt mạng, gần 1.000 người khác bị thương và hơn 81.000 ngôi nhà bị hư hại nặng, trong khi đang phải vật lộn với các thảm họa trước đó. Đây là cơn dư chấn dữ dội nhất trong hơn một tháng qua và khiến cao ốc ở thủ đô Bắc Kinh cách đó hàng nghìn km cũng cảm nhận sự rung chuyển. Số người chết vì trận động đất kinh hoàng này ước tính lên đến hơn 6.000 người, cùng gần 200 người khác mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ước tính số nạn nhân xấu số cuối cùng thiệt hại trong thảm họa có thể vượt quá con số 7.000 người. Vụ động đất đã làm cho nhiều đập nước có nguy cơ bị vỡ và trong đó có 310 đập nước ở trong khu vực đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Hàng triệu người đã bị mất nhà cửa, đang phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt ở những hồ nước khổng lồ mới hình thành. Đây là hậu quả của các nạn lở đất và động đất, làm tắc nghẽn các dòng sông, khiến cho nước dồn lên tạo ra những hồ nước thiếu ổn định và đang phình to hàng ngày. Tại khu vực gần tâm chấn động đất, khoảng 2.600 binh sĩ và cảnh sát mang theo thuốc nổ đang hành quân tới những con sông bị nghẽn nhằm khai thác dòng chảy để tránh mối đe dọa ngập lụt. Thời tiết xấu khiến họ không thể dùng trực thăng di chuyển nhanh tới khu vực quanh hồ nước này. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc tiếp tục dự báo Tứ Xuyên sẽ có mưa cực lớn trong ngày hôm nay và có thể sẽ tiếp tục gây ra nạn lở đất sau thảm họa động đất nói trên. Khoảng 2 triệu người dân địa phương đã được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước và tổng số người phải di chuyển chỗ ở đã lên đến 500.000 người. Vụ động đất kinh hoàng và sau đó là nguy cơ về lũ lụt, lũ quét đang làm chấn động dư luận. Chính quyền Trung Quốc đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại tỉnh Tứ Xuyên và nhiều khu vực khác để huy động toàn lực xã hội để ứng cứu và khắc phục hậu quả. Trong những cơn hoạn nạn thì các cơ quan chức năng cùng quân đội nước này cũng tham gia để nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau trận động đất mang tính hủy diệt. Một diễn biến khác có liên quan, nhiều người trong số hàng triệu nạn nhân đang phải tá túc ở các trại sơ tán sau thảm họa kiếp động đất. Sóng thần mới đây vẫn chưa hết sức. Khi chứng kiến hàng trăm đợt dư chấn kinh hoàng sau đó, số người chết liên quan đến thảm họa kép, nhiều đến nỗi các giới chức địa phương đã bắt đầu đào mộ tập thể để chôn các nạn nhân thiệt mạng. Một ngôi mộ tập thể có diện tích khoảng 1.000 m² đang được đào ở khu vực Lô Châu, Tứ Xuyên để sẵn sàng chôn gần 425 nạn nhân và sẽ được mở rộng ra nếu cần. Theo tờ báo địa phương đưa tin, vào rạng sáng ngày hôm qua tại Lôi Châu, Tứ Xuyên, hàng trăm ngôi nhà trong một thị trấn không còn ngôi nhà nào có thể trụ vững sau khi bức tường nổi từ con đập Lô Châu chết chóc ập tới chớp nhoáng cuốn phăng mọi đồ đạc và cả những người thương yêu. Đến nay vẫn ám ảnh những nạn nhân sống sót trong các hình ảnh quay lại từ trên cao. Cả một thị trấn rộng lớn sau khi hứng chịu hậu quả nặng nề từ trận động đất mạnh 7,5 độ Richter, theo sau đó là cơn sóng thần cao tới 10 m từ một con đập vỡ gần đó vào sáng ngày hôm qua đã san bằng nhiều khu vực. Kinh hoàng nhất là các nạn nhân vẫn không ngừng được đưa ra từ các đống đổ nát. Và nhức nhối hơn cả, đó là hình ảnh của những người sống sót lần tìm trong từng túi đựng thi thể để tìm kiếm những người thân mất tích của mình. Theo tường thuật của tờ báo Trung Quốc đưa tin, khoảng 120 người được cho là đã có thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát của một khách sạn. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ đã nghe thấy những tiếng gào thét và tiếng khóc của trẻ nhỏ trong đống đổ nát này. Một người dân địa phương có tên là Lưu Ninh nói với báo giới, hàng trăm thi thể được tìm thấy ở các hàng làng mạc hạ lưu con đập Lôi Châu và giới chức trách sợ rằng nhiều người có thể bị bùn lầy, đất đá vùi lấp sâu hàng chục mét. Trong khi đó, nhiều người sống sót tuyệt vọng vẫn phải đối mặt với nhiều đêm liên tiếp ngủ ngoài trời, xếp hàng để nhận được phẩm cứu trợ. Và nhiều nơi đã xảy ra tình trạng hỗn loạn, ai cũng như có lửa đốt trong người. Đó là cảm xúc chung của những người sống sót đang trong ngóng tin tức về người thân mất tích. Với những người bị mất tích, người thân mong mỏi lớn nhất là họ được an toàn. Thế nhưng không ít trường hợp chỉ có thể tìm thấy người thân mất tích trong những chiếc túi đựng thi thể. Tàn khốc nhất chính là giới chức trách Trung Quốc đang chuẩn bị một lễ chôn cất tập thể cho các nạn nhân giữa lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ những người mất tích mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo trang ABC, khu vực gần tâm chấn của trận động đất thậm chí không còn ngôi nhà nào trụ vững. Gia đình anh Quang Di có tới 7 người thân mất tích, trong đó cậu con trai nhỏ khi thảm họa kép tấn công làng giữa lúc cả gia đình đang ngủ vào rạng sáng ngày hôm qua. Sau một ngày vật lộn tìm kiếm, đến sáng nay Quang Di tìm thấy thi thể con trai ở một sân bóng đá địa phương, nơi đang trở thành nhà xác tạm thời. Tôi không thể nhận ra mặt con trai, tôi chỉ nhận ra con có quần áo, người con không còn chỗ nào đành đặn. Người cha khắc khoải nói đây là đứa con duy nhất của chúng tôi, nó là tài sản vô giá của tôi. Tôi đau đớn lắm, chúng tôi buộc phải chôn cháu càng sớm càng tốt. Nói về những thiệt hại nghiêm trọng mà thảm họa kép này mang lại, cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc sáng nay đưa ra con số dựa trên báo cáo từ các cơ sở y tế tại Lôi Châu, Tứ Xuyên và là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất.
các bệnh viện tại địa phương đang quá tải khi phải điều trị cho hơn 540 người bị thương và nhiều người phải nằm ngoài trời. Ông Kuman, giám đốc bệnh viện địa phương cho biết, họ đang rất cần một bệnh viện dã chiến, giường, thuốc men, vùng mềm và nhân viên y tế. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh đến mức thiệt hại vật chất nghiêm trọng khi hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, khu mua sắm và khách sạn đổ sập. Theo hãng tin AP, một cây cầu lớn được xem là biểu tượng địa phương đã phá hủy hoàn toàn trong lúc giao thông trên con đường cao tốc duy nhất bị tê liệt do lở đất. Ngoài ra, thì đội cứu hộ cũng gặp rất khó khăn khi tâm chấn của động đất nói trên nằm ở độ sâu 10 km gần thị trấn Lôi Châu, nơi địa phương có gần 300.000 người sinh sống này được cho là tàn phá nghiêm trọng hơn so với Bình Lương. Theo ông Chu, nhà chức trách vẫn chưa nắm được thông tin về mức độ thiệt hại cho hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Đáng chú ý là thị trấn này có 14 người thiệt mạng, 98 người bị thương trong trận động đất mạnh cấp độ 6,1 độ Richter xảy ra 4 giờ trước trận động đất mạnh nói trên. Quân đội, cảnh sát và cơ quan tìm kiếm cứu hộ đã cử người đến tham gia tìm kiếm người mất tích và thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn bởi hạ tầng hư hại, tình trạng mất điện trên diện rộng và khó khăn trong liên lạc tại những nơi bị động đất, sóng thần tàn phá. Giới chức Trung Quốc cho biết Lôi Châu và khu vực xung quanh đã hứng chịu ít nhất 100 cơn dư chấn mạnh theo trận động đất mạnh cấp độ 7,5 độ Richter. Nhà chức trách Trung Quốc thúc giục người dân không nên về nhà và tránh xa các tòa nhà do nguy hiểm của các cơ quan cơ dư chấn vẫn còn. Thông tin liên lan đến tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Khi tại Sương Cáp ở Tây Tạng, nơi vùng cao cằn cỗi nhất tại Trung Quốc, hàng năm tại khu vực này đều đón lượng mưa rất ít, đặc biệt là từ đầu mùa lũ đến nay, khu vực này chưa nhận được giọt mưa nào từ ông trời. Thì bất ngờ, cách đây 2 ngày, tức người dân nơi đây chưa kịp vui mừng vì tưởng rằng cơn mưa vàng đã được ban xuống, nhưng chỉ sau mấy ngày mưa to không dứt, nó liền biến thành một cơn đại hồng thủy, khiến nhiều chuỗi gia súc được chăn thả tại đây chết trôi linh láng và hơn 200 người thiệt mạng vì thảm họa lũ lụt kinh hoàng. Ngoài ra, nó đã phá vỡ 133 đoạn đường cao tốc tại đây và các nhà khoa học gọi đây là cơn mưa tử thần chứ không phải là mưa vàng, vì lượng mưa chút xuống bằng cả năm gộp lại. Dẫn lời thời báo Đại Lục vào 17 giờ ngày hôm qua, sau tiếng sấm sét nổ vang trời thì cơn mưa vàng bất chợt rơi xuống, khiến người dân lên cao nguyên nhảy nhót reo hò. Thế nhưng nỗi hân hoan chưa kịp được bao lâu, họ đã phải hoảng sợ. Chỉ khoảng 2 ngày mưa to không dứt, nó đã nhanh chóng trở thành thảm họa, khi mà ước tính lên tới 500 triệu con gia súc, gia cầm có thể đã chết và gần 200 người khác đã bị chôn vùi trong dòng lũ quét. Được biết, những con gia súc như cừu, dê, lạc đà vốn đã quen với thời tiết nắng hạn, giờ đây đều bị chết trong mưa bão ngập lụt. Cũng theo thống kê, khoảng 500 gia súc gia cầm thiệt mạng do mưa lớn, trị giá ít nhất 213 triệu USD. Bên cạnh đó thì ngành chăn nuôi ở cao nguyên Tây Tạng lại là ngành công nghiệp trị giá tỷ đô. Theo cơ quan quản lý ngành chăn nuôi Trung Quốc nhận định, người chăn nuôi tại khu vực này sẽ có thể mất nhiều năm mới có thể khắc phục được hậu quả của đợt lũ lụt lần này. Cũng theo ông, số lượng gia súc bị chết thiệt sự có thể chưa được tính toán hết cho đến khi nước rút hết đi. Thế nhưng có nhiều ước tính cho thấy khoảng 500 triệu con gia súc gia cầm đã thiệt mạng trong tổng đàn, ước tính khoảng 1,5 tỷ con ở toàn khu vực này. Bên cạnh thiệt hại to lớn về chăn nuôi gia súc, thì lũ lụt do mưa bão nhiều ngày qua đã phá vỡ 133 đoạn đường cao tốc tại đây. Dòng lũ dữ dội cuốn trôi mọi thứ trên đường đi đã làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 610.000 người dân và gây thiệt hại nặng nề về vật chất cho khu vực này với số tiền lên đến 340 triệu USD. Cũng trong sáng nay, 16 thị trấn và làng mạc tại Tây Tạng đã bị cô lập do 5 tuyến đường đến đây bị hư hại nặng nề, trong khi 6 thị trấn khác đang mất liên lạc với bên ngoài. Cục khí tượng cho biết, lượng mưa đo được tại khu vực này trong sáng nay là 335,8mm, mức cao nhất kể từ năm 1979. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!